Tất cả mọi người chúng ta hãy thể hiện lòng yêu mến cha cố trong tinh thần chúng ta đón Ngài từ cổng quảng trường để đưa rước linh cữu của Ngài vào trong lòng đền thánh, nơi mà Ngài đã được đón nhận phép bí tích rửa tội ngay ngày đầu tiên được làm con Chúa nơi trần thế. Và cũng chính nơi mảnh đất thân yêu này, Ngài đã về dâng thánh lễ đầu đời vào năm 1972 để cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa cũng như tri ân tới các đấng bậc, các bậc tổ tiên. Và qua bàn tay thánh hiến đó, Ngài đã ban phát ơn của Ngài qua 17 giáo xứ cũng như hàng trăm giáo họ nơi giáo phận Thái Bình chúng ta. Rất đông và mong quý vị bắt xe và dừng đỗ cửa nhà ông Nguyễn Thị Phong cổng thôn sau xin giúp chúng tôi. Mục tử với đoàn chiên. Hôm nay thay cho đoàn chiên chúng con bằng dòng sông nước mắt thương nhớ cha cố. Chúng con bồi ngồi tiến đưa cha cố về hưởng nước Chúa. Chúng con thành tâm chia buồn cùng với cha tổng đại diện, cha văn phòng, rồi quý cha trong gia đình linh tông của cha cố kính yêu mà hôm nay quý ngài đang chịu tăng trọng trên đầu cùng với cộng đoàn dân Chúa giáo phận và cả chúng con nữa. Chúng con không mất đi niềm hy vọng. Chúng con dâng linh hồn cha cố kính yêu của chúng con trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Rồi lòng yêu mến của cha cố, trước ngày về hưởng nước Chúa, ngài luôn cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, rồi cho cả giáo phận, cho gia đình quê hương của ngài. Kính thưa cộng đoàn, người cha mời người mục tử nhân lành, rất đôn hậu dễ gần, người hiền từ, người luôn nở nụ cười rất tươi xinh với cộng đoàn từ em bé trẻ thơ cho đến các cụ già trong suốt cuộc đời 52 năm linh mục đó. Hôm nay thay cho con bằng dòng sông nước mắt để kính viếng cha cố, tạm biệt cha cố. Vậy mà người tham gia trong những ngày đại tang này, lòng biết ơn vô hạn của cả cộng đoàn
dâng lên cha cố lòng lòng kính yêu trong mọi công việc, trong các lễ nghi, trong các giờ viếng, trong các thánh lễ cầu nguyện hôm nay. Chỉ còn ít phút nữa thôi, con được chào đón cha cố. Hôm nay cả cộng đoàn không còn thấy tiếng cha cười nữa, nhưng với thay cho con bằng dòng sông nước mắt để chúng con kính yêu cha cố của chúng con lần cuối. Tất cả các đoàn viếng từ khách xa thì có gặp con chúng con xin gửi tới quý đoàn trở về ban phòng viếng tại quảng trường cuối đền thánh để đăng ký các giờ viếng tiếp theo trong những ngày hôm nay sau thánh lễ của gia đình Minh Tông vào lúc 9 giờ. Xe quý cha vào trong khu vực nhà chung. Còn các xe của các khách cộng đoàn xa gần xin gửi vào nơi vị trí an toàn để cho quý vị tham an tâm tham dự trong các ngày đại tang trong của cha cố hôm nay. Xin ban trật tự. Thank you.
con. Thưa tổng đoàn, ra nhân hưởng đức mẹ cha chánh xứ các điều ban tổ chức tang lễ và giáo phận linh thứ cha cố vừa bước vào trong lòng đền thờ. Đoàn tổng mang kim nhạc quý sơ quý cha và linh tiểu, sau linh thứ là linh tông hết lộc của cha cố. Sau đó đến tổng đoàn chúng ta dẫn chiếu và chúng ta đi theo lần lượt từ dưới chúng ta tiến vào trong nhà thờ một cách nghiêm trang để thể hiện lòng yêu mến cha cố cũng như tham gia trong tinh thần hiệp thông một cách rất đẹp để ngày đại tang lễ cha cố được diễn ra muôn phần rất đẹp. Xin cảm ơn tổng đoàn đã hiệp thông và giúp cho ban tổ chức chúng tôi trọn vẹn với công việc mà giáo phận cũng như cha chánh xứ trao phó. Thank you.
Kính thưa cộng đoàn, từ đây cả cộng đoàn theo chân cha cố vào trong lòng đền thánh. Ngày hội cùng với cha thánh lễ cuối ngày, thánh lễ cuối cùng. Trong thiên chức 52 linh mục ấy, cha cố đã cho chúng con trung thần trong lời Chúa, trong thánh thể. Và hôm nay chúng con được cùng với cha cố để dân thánh lễ tạ ơn Chúa và cũng là thánh lễ cuối cùng tại quê hương của mình.